tất cả trung tâm huyện thì mỗi kiến thủy đẹp nhất. Sông đấy, sông La Đồ đấy. Sông này. Ừ. Thành phố ăn nước sông này đấy. Thank you.
từ từ nha, xong là giữ giọng mà các bạn thì có chữ men rồi hát nó mới mềm mại. Đấy. Không phải người Tây Nguyên đâu, cháu ạ. À, bây giờ người ta đấy cũng thế thôi. Có cái điệu vào hát nó bốc. Trong đó đấy thì nên làm các tục ở rẻ. Mẫu hệ. Mẫu hệ. Vâng. Thế cho nên là nhà gái thì sẽ mang cái mẹ và bằng tiền đến để đón chị trai về. Ở nhà tài. Vâng. Ở nhà tài chứ có phải phần đất. Ở trong đó thì nhà sàn thì ít dần. Nhà sàn thì đây không phải nhà sàn. Nhà tài. Nhà râm. Nhà sàn. Nhà rông là nhà sinh hoạt tập trung. Thực ra mà nói là hôm nay là cái chương trình này là chương trình tôi với Lọa thiết kế và tôi ý là tôi muốn nịnh phía nhà gái. Đấy. Cho nên là tổ chức về Kiến Thụy hôm nay là tính chất là toàn người nội bộ thôi. Một là ở Hải Phòng thì có cô Mát với Quỳnh thôi, còn lại là toàn với này Tuấn thôi, còn lại là tất cả mọi người là ở Kiến Thụy cả và cũng là nội bộ cả. Cho nên là hôm nay tôi rất nhiều cũng nhiều bạn bè trong Hải Phòng ấy qua Quỳnh bảo sao không mời đi cho đông cho hoành tráng, bảo không anh nay chỉ là những người bạn thân thiết mà nội bộ mang cái chất nội bộ thôi. Cho nên thế thì hôm nay là cũng mời tất cả mọi người nâng cốc và nhất là nay vinh hạnh là có vợ chồng anh Minh, vợ chồng Hào, vợ chồng tôi và có cô Mát là chứng kiến, có Quỳnh là chứng kiến, lại có cả thằng cháu này đến để về món ăn tinh thần. Nên xin mọi người nâng cốc đi. Đây là có thằng thằng Tân là chủ. Tân là chủ à? À, xin chúc ca sĩ. Dạ dạ. Cháu ơi. Dạ. Cháu à. Đây là một đây nhà hàng ăn đây làm ra nhá. Con bổ anh con sẽ có gì. Khỏe các bác luôn vui khỏe. Đi đâu chăm chăm nhá. À. Đi đâu chăm chăm đi. Ai uống được cũng uống. Nhưng còn Tuấn thì còn lái xe cho nên là cứ gọi là phong trào thôi. Nhưng Tuấn đây là chỗ quen, chỗ cùng với con chỗ cô em là gì thì Na Na Khiêm. Vâng, năng lùm 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 lùm
con như xa, như yêu núi rừng, con yêu mẹ. Bao nhiêu mồ hôi, con yêu xa như yêu núi rừng, con yêu mẹ. Bao nhiêu mồ hôi, cha ơi, ân tình. Qua bao nhiêu tháng ngày, giấc mưa dày nắng, bao gian nan thăng trầm trong cuộc đời hôm nay. Trên nương đồi cao của núi rừng Tây Nguyên, Tây Nguyên, Tây Nguyên, đã bao nhiêu đêm rồi mẹ vẫn ngồi đây với khúc hát ru buồn trên núi rừng năm xưa. Bên con còn đây, ôi mẹ yêu thương Tây Nguyên, Tây Nguyên. Những giọt mồ hôi trên lưng con của mẹ và trên đôi vai cha mang bao nắng gió. Theo dòng thời gian, đôi tay áo gầy buồn như nắng ban chiều, như trời xa xăm. Con yêu xa như yêu núi rừng, con yêu mẹ bao nhiêu mồ hôi. Bao nhiêu mồ hôi, cha ơi, ân tình. Chúc mừng. Hay lắm. Tuyệt vời, rót rượu ra. Thưởng rượu. Chén đỏ. Ai cho cái đây rồi. Hay quá tuyệt vời. Hay quá. Hôm nay là cháu tặng bà đấy. Một hát ý nghĩa về đấy, mình nói là nghĩa là mình biết ơn đến cha mẹ mình đã sinh ra mình. Đấy, cái bài hát rất tình cảm, lại sâu động. Hay quá. Còn cảm ơn cháu. Là cháu cam mối tình người thứ hai, mối tình đầu cho chú Hào. Cho con Hà Vinh. Hà Vinh này, mối tình đầu. Rồi. Dạ vâng ạ. Và sau đây còn gửi tặng U với lại bác với lại cô chú ạ. Một bài hát gửi tặng mỗi cái chú này thôi. Vâng. Cái bài hát tự con sang tác ạ. Đấy. Tình yêu rồi. Nhớ người yêu tự con sang tác luôn. Rồi. Có một ngày là không muốn nghe. Young tall lại. They like being young old. Thành thành ô hô ơi, lê du du ơi, thành thành ô hô ơi, lê du du ơi, kia vạc trắng lên bên non. Về uống nước
dư bay ong tìm hoa trên ngàn. Mẹ vào rừng, mẹ tìm mặt trời, mẹ tìm mặt trời. Thành thành ho ấy lê du du hơi. Thành thành ho ấy lê du du hơi. Dù em cánh phong trăng treo, dù em khúc hát rừng rêu, chỉ thương lời ru suối nguồn, chỉ thương lời ru nắng vàng. Mẹ vào rừng, mẹ tìm mặt trời, mặt trời ai ngang. Thành thành o ấy lê du du ơi. Thành thành o ấy lê du du ơi. Kia vàng trắng lên bên nó, nụ cười em tôi trong mơ bay nay về u. Bài ong tìm hoa trên ngàn. Mẹ vào rừng, mẹ tìm mặt trời, mẹ tìm mặt trời. Thành thành o ấy trợ lý mà chả biết làm. Du, du, đạo diễn là làm trợ lý đạo diễn. Thành thành o ấy không quen mày. Mặt trời đại ngàn. Mẹ có rừng, mẹ tìm mặt trời, mặt trời đại ngàn. Còn sinh năm 1990 ạ, sinh ngày 17/2 ạ. Quê quán là mẹ đẻ của con là huyện Cư Mờ Nga, tỉnh Đắk Lắk, thành phố Buôn Ma Thuột. Rồi, vâng, bác sẽ đặt cái tặng quê mẹ thôi. Vâng, mẫu hệ cũng xưa là có người yêu, có tình đầu, con chú đi Đức ở nhà lấy chồng. Cùng cảnh, cùng cảnh ngộ. Rồi, anh bị cấp cơ hay không? Đẹp vấn đề. Dùng thâu lại, để lại biến hình nhộng ô. Một bộ cấp bậc cao, em mà còn phải tay bị cầm sớm mà núi nhìn nhau. Em nhau rồi này ngon đi. Anh xin lỗi vì đã yêu em rất nhiều. Anh xin lỗi vì đã thương em nhiều quá. Chỉ biết hát một mình, hát cho anh nghe. Từng nỗi nhớ anh cứ in vào đây. Mong em luôn luôn được vui. Tức làm em gặp chân, phải gặp mô đoà chi. Nhau khi tu về rô, gây khắp mong đầy. Nhau mô quay khám phô, đọc linh bê lô. Rô sẵn thân nhau đó cùng ngân đầy. Anh chưa bao giờ khóc, vì thấy em cười đâu. Anh chưa bao giờ quên, khi thấy em bên người. Chưa bao giờ suy nghĩ em đã quên anh rồi. Những năm tháng khi anh nằm bên em, nhưng giờ anh đã biết hạnh phúc chỉ là mơ, hạnh phúc chỉ là thoáng qua đôi với em bây giờ. Hãy nhìn về tương lai và bước theo người, tìm hạnh phúc em chọn là anh ta. Để lại bi khắp kề yong mong, dùng thao lại. Để lại bi ninh yong ô, mò bố khắp bờ cằn. Em rô la yong, đi khám sớm mà núi nhìm yong. Đắm yong rồi này ngọt ní. Anh xin lỗi, vì đã yêu em rất nhiều. Anh
xin lỗi vì nó thương em nhiều quá. Chỉ biết hát một mình, hát cho anh nghe. Đừng nói nhớ anh cứ vào đây. Mong em luôn luôn được vui. Lúc ta miếng đỏ trắng, lại khắp mọi đồ gì. Young people are all like up among them. Young book like a pro, no ning de lo. So sometimes young dog gonna die. Anh chưa bao giờ khóc vì thấy em cười nở. Anh chưa bao giờ quên khi thấy em bên người. Anh chưa bao giờ suy nghĩ em đã quên anh rồi. Những năm tháng khi anh ở bên em, nhưng giờ anh đã biết hạnh phúc chỉ là mơ. Chỉ là thoáng qua đôi với em bây giờ. Hãy nhìn về tương lai và bước theo người. Thì hạnh phúc em chọn là anh thôi. Hãy nhìn về tương lai và bước theo người. Thì hạnh phúc em chọn là anh thôi. Ôm ôm nhau thử nhé. Hai người thương yêu cho nhau. Tí nữa.
cái này là mới xây.